Kính thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà các đội bóng của Hoàng Hóa và Nông Cống là những đội để lại ấn tượng mạnh trong suốt hai mùa đầu tiên của giải bóng đá nhi đồng của báo Thanh Hóa. Không chỉ được biết đến với lối chơi nhiệt huyết máu lửa, các cầu thủ nhí còn cho thấy sự tự tin trong mỗi trận đấu. Tinh thần ấy có được là nhờ ban huấn luyện của cả hai đội đã thường xuyên tổ chức các trận đấu giao hữu với các đội bóng khác để tích lũy kinh nghiệm cũng như thử nghiệm đội hình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phương tham gia vào một buổi thực chiến của đội Hoàng Hóa và Nông Cống trước thêm giải đấu khởi tranh và cùng tìm hiểu xem mục tiêu của thầy trò Nông Cống ở giải đấu năm nay là gì. Chỉ còn ít ngày nữa, giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Thanh Hóa lần thứ 3 năm 2024 sẽ chính thức khởi tranh tại Thiệu Hóa. Cũng như bao đội bóng khác, thầy trò huấn luyện viên Lâm Hữu Khánh đang rất tích cực tập luyện chuẩn bị cho lần thứ 3 tham gia giải. Ở giải đấu năm nay, Nông Cống sẽ tham gia ở hai lứa tuổi U8 và U10. Với U8, huấn luyện viên trưởng Lâm Hữu Khánh không đặt nặng mục tiêu thành tích mà chủ yếu coi đây là sân chơi để các em có cơ hội rèn luyện, học hỏi và thể hiện niềm đam mê bóng đá của mình. Còn ở lứa tuổi U10, đội đương kim Á quân tiếp tục đặt mục tiêu lọt vào top 3 đội mạnh nhất khi đang sở hữu cho mình đầu tàu Trần Đại Nhân, thủ quân đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa tại giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2023. Nhìn chung thì năm nay có những cái khó khăn hơn bởi vì là cái lịch học của các em tiểu học là gần như là kín tuần, mà dẫn đến là cái lớp năng khiếu là có cái sự xáo trộn thì các em phải tuần chỉ có học có những tuần học một buổi, và gần đây 2 tuần thì U8 và U10 Nông Cống mới có đủ con số, thì được sự quan tâm của phòng giáo dục cũng như lãnh đạo địa phương thì cũng đã thành lập đội U8 và các em đã đưa vào cái tập luyện một tuần gần như là full kín tuần, và đến bây giờ thì cũng đã sẵn sàng cho cái mục tiêu tham gia cái giải bóng đá báo Thanh Hóa lần thứ 3. Nông Cống đã sẵn sàng. Về Nông Cống ấy, thì cũng rất là may U10 năm nay thì có sự bổ sung của lớp năng khiếu ngoài Việt Hùng, có là Đại Nhân, một trong những cầu thủ gần như là tiềm năng của lứa tuổi U9 và U10. Thì lần này thì Đại Nhân về Nông Cống cũng với cái tinh thần là phục vụ cho quê hương và cũng trọng trách rất là nặng nề mang băng đội trưởng của đội. Bên cạnh đó thì với cái giải Festival vừa rồi thì cầu thủ Lê Hữu Quang Anh cũng là vua phá lưới của giải đấu và cũng đã khẳng định được, thì cũng mong rằng là có sự may mắn sẽ đồng hành cùng với Nông Cống ở giải đấu lần này. Cũng như mọi năm, Nông Cống luôn là một trong những đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho giải, khi ngoài những buổi tập hàng tuần, ban huấn luyện còn nỗ lực kết nối với các đơn vị bạn để tổ chức các trận đấu giao hữu, tạo cơ hội giao lưu, cọ sát cho các cầu thủ nhí. Thực ra thì trước thềm giải đấu thì Nông Cống bao giờ cũng chả có 2-3 trận giao lưu với các đội bạn. Đây là cũng là một cái mà để rà soát lại đội hình, cũng như là để cho các con có những cái tâm lý vững vàng trước khi vào trận đấu. Đấy, ví dụ như trận đấu hôm nay đá với Hoàng Hóa thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ rút ra được rất nhiều bài học, và các em cũng đã biết được mình đang thiếu ở cái điểm nào. Và đến bây giờ thì các con cũng đã hài lòng với cái buổi giao lưu hôm nay. Một cái yếu tố quyết định thành công của giải đấu đó là cái sự, phải nói là cái sự tin tưởng của phụ huynh và cái sự quyết tâm của huấn luyện viên thổi hồn vào cho các con, để các con có những cái gọi là không bị tâm lý trước khi gọi là vào trận đấu. Thì tôi nghĩ rằng là một điều là làm huấn luyện viên thì cái điều quan trọng nhất đó là gắn kết đội hình và cho các con thoải mái trước khi các con vào trận. Sau trận đá giao hữu với Hoàng Hóa lần này, hai đội U8 và U10 Nông Cống sẽ tiếp tục có những màn thử lửa với Như Thanh và Nghi Sơn trước thềm bước vào giải đấu chính thức. Với tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hy vọng thầy trò đội U8 và U10 Nông Cống sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng khích lệ và ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Thanh Hóa lần thứ 3 năm 2024.